Bật lửa thủ công áp 6 đồng nguyên khối đẹp độc đáo. Hộp quẹt xăng đá AB06 đúc đồng nguyên khối được làm thủ công, tinh xảo, tỉ mỉ và bền bỉ trong suốt thời gian dài sử dụng. Cơ chế đánh lửa khác biệt, lỗ ống trụ đá đồng vàng sức bụi bặm, cực ấn tượng. Một phiên bản cho người chơi yêu thích sự phá cách, chất đến từng chi tiết. Hãy cùng Ambe tìm hiểu chi tiết chiếc bật lửa độc đáo này qua video dưới đây nhé. Bật lửa đẳng cấp quý ông. Được gia công với chất liệu đồng thau nguyên khối, cho phép va đập nhẹ mà không lo hỏng hóc, ngay cả khi người chơi vô tình làm rơi. Chất đồng càng dùng càng sáng, chỉ với vài bước lau chùi cơ bản là mới như lúc ban đầu. Phiên bản sang, xịn, đẳng cấp cho dân sành. Với hai mặt trơn, anh em có thể yêu cầu khắc lên những họa tiết ý nghĩa. Hãy sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật cho riêng mình. Đây là cách bạn thể hiện cá tính, phong cách riêng của bản thân trước mọi đám đông. Có thể khắc công nghệ laser tên, số điện thoại, bền màu theo thời gian. Hệ thống đánh lửa độc lạ. Bật lửa sở hữu nắp đậy chắc chắn và an toàn được cố định bằng đinh tán với độ dơ nhất định. Nắp chụp kín bấc, hạn chế tình trạng bay xăng tự nhiên, không lo tràn hay gỉ. Nó cũng được phủ lớp đồng vàng sang trọng, mượt mà từng góc cạnh. Thao tác nhanh, dễ dàng chỉ với một cái nhấn giữa thân bật lửa. Buồng đốt thuôn dài và thấp với các khe thông gió dạng mũi tên cực lạ, vai trò cung cấp đủ oxy cho bật lửa trong quá trình trải nghiệm. Bốc bột dẫn nhiên liệu nhanh, cho ngọn lửa cháy liên tục thời gian dài. Bánh xe dạng khắc ngang mà sát tốt với đá lửa, nhạy bén mọi thời điểm. Đá được làm bằng chì, đựng trong ống trụ tròn, anh em dễ dàng thay khi hết bằng cách xoáy thân ống theo hướng như dưới đây, rất đơn giản. Phần đáy có các nút chụp chắc chắn, an toàn, không lo rơi, anh em có thể tháo để thay xăng định kỳ. Bật lửa thủ công này có thể dùng chung xăng với Zippo rất tiện, mua ngay tại cửa hàng Ambe nhé. Shop chuyên bán các phụ kiện bật lửa chính hãng, nguồn gốc rõ ràng. Bật lửa chất cho dân sành. Họa tiết phay sức cổ điển được gia công trên cả mặt đáy, tạo tổng thể hài hòa, bụi bặm. Em này không chỉ dùng để sở hữu, mà còn là món quà ý nghĩa đặc biệt. Lửa đại diện cho sự may mắn, sự phát triển và thành công trong cuộc sống, đặc biệt về đường tài vận. Có thể thấy từng chi tiết của em này đều khác lạ. Mặt bên với ký hiệu hình chữ X cho phép quan sát ngọn lửa rực cháy theo góc nhìn khác, một trải nghiệm có 102. Bật lửa luôn đi kèm hộp đựng sang trọng, bên trong có đầy đủ giấy tờ hướng dẫn sử dụng. Ambe cam kết cung cấp bật lửa chất lượng cao cấp, nói không hàng lỗi, hàng nhái, hàng không chính thống. Shop giao hàng toàn quốc, luôn kiểm tra hàng kỹ lưỡng trước khi giao đến tay khách hàng. Uy tín luôn đặt lên hàng đầu nên anh em có thể yên tâm sử dụng. AB06 đang là mẫu hot, liên tục cháy hàng mọi mặt trận. Anh em yêu thích thì có thể đặt ngay trên website Ambe nhé. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ambe. Nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm nhiều video khác để ủng hộ shop nhé.